Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của Linh Mục Nguyễn Bá Thông, là sáng lập viên của Hội Một Thân Hình, tiếng Anh là One Body Village. Trước hết xin kính chào Linh Mục. Dạ, chào chị Vân Anh và chào tất cả quý vị khán thính giả và chào cả mấy anh chị em đang ngồi trong cái này khi chúng tôi đang quay cái này nữa. Vâng, thưa quý vị và thưa cha, đúng một năm sau khi lần trước cha đến thăm VNTV lần đầu tiên. Dạ, đúng rồi. Như vậy thì trước tiên thì xin cha có thể nhắc lại cho quý vị khán thính giả về cái hội Một Thân Hình mà cha đã sáng lập. Dạ, vâng, dạ. Cảm ơn chị Vân Anh. Thứ nhất là em xuống đến chính là chúng em không có cái hội nào cả. Cái chữ mà chúng em vẫn dùng đó là cái gia đình Một Thân Hình. Mà em là cái người đứng đầu, bởi vì em coi những đứa bé này trong cái dịp này là cái gia đình của em và nó gọi em bằng bố. Cái trách nhiệm của một người cha thì nó nhiều vô số kể. Cái mục đích của gia đình Một Thân Hình thì có ba mục đích. Thứ nhất là ngăn chặn, tức là prevention. Cái thứ hai là giải cứu, là rescues. Và cái thứ ba là rehab, tức là phục hồi. Yeah. Những đứa trẻ, còn muốn xác nhận cái tư tưởng là những đứa trẻ bị ép, bán, bắt, làm nô lệ tình dục. Tại hiện bây giờ chúng con có mặt tại 5 nước, không phải là Đông Nam Á nữa, mà 5 nước ở Á Châu. Thứ nhất là Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore và Malaysia. Và đó là 5 nước mà chúng con đang hoạt động. Vấn đề cái ngăn chặn là hầu hết là sẽ làm ở Việt Nam, bởi vì đó là cái gốc để đi ra, tức là cái prevention. Cái giải cứu thì cả 5 nước. Phục hồi thì chúng em chỉ phục hồi tại 3 nước, là tại Việt Nam, tức là sẽ đưa về 3 nước đó để phục hồi: Việt Nam, Campuchia hoặc Lào. Cái lý do tại sao mà không phục hồi ở Mã Lai và Singapore được là bởi vì tất cả những em này nó đưa qua đây đều illegal. Và khi sau khi bị bắt, xin lỗi dùng cái chữ bị bắt, ở đây là chính phủ họ phải arrest cho mình, họ giải cứu bằng cách đó, thì họ sẽ deport, tức là họ sẽ trục xuất ra khỏi Việt Nam, ra khỏi đất nước của họ, và chúng em phải đưa về những nước kia để phục hồi. Dạ thưa chị, thì đó là cái sứ mệnh của chúng em là ngăn chặn, giải cứu và phục hồi những trẻ em. Em có muốn nhấn mạnh là trẻ em, chúng con không có làm việc với các cô gái điếm, hoặc là cũng không có làm việc với những người bị lao nô lệ, lao động, hoặc là bất cứ một cái gì hết, mà chúng em chỉ làm việc với những trẻ em liên quan đến vấn đề buôn bán và tình dục mà thôi. Dạ vâng, thì đó là cái sứ mạng của chúng em. Dạ, cảm ơn cha. Thưa cha, đối với Linh Mục Nguyễn Bá Thông thì công việc của một vị linh mục trông coi một giáo xứ, dạ vâng, với lại công việc điều hành gia đình Một Thân Hình, thì đối với Linh Mục Nguyễn Bá Thông thì công việc nào nhiều hơn và công việc nào là quan trọng? Dạ, với thực cha sự, trước cái việc đầu tiên trong cuộc đời, cái ơn gọi của em là linh mục, dạ, thì là cha chánh xứ là cái điều rất là quan trọng. Nhưng giống như em vẫn cứ nói, trong giáo xứ của em tạ ơn Chúa, em mới về nhận xứ này được 1 năm rưỡi, số giáo dân lên hơn gấp đôi. Wow. Từ ngày em bước về giáo xứ, mà em là thằng duy nhất trong cả giáo xứ nhìn không giống thằng nào hết, nó trắng từ trên xuống dưới, có mỗi thằng cha xứ của nó là không, là nhìn không giống ai thôi. Nhưng mà giáo dân lên gấp đôi, và bởi vì cái tư tưởng của em là phải cho giáo dân mình họ làm chủ, và mình phải giúp họ để họ trưởng thành trong cái đức tin, họ không còn là những đứa bé nữa, và nó rất là sống động. Thì dĩ nhiên cái đó, nhưng mà cũng cái may mắn là số ngược lại, là bên Việt Nam, bên Á Châu và bên này là 12 giờ. Em ở vùng bờ đông của nước Mỹ, cho nên là 12 giờ cách biệt. Cho nên cứ bên đó là ngày, bên này là đêm. Cho nên mọi người họ cứ hay hỏi cha là thường thường mấy giờ cha ngủ. Con bảo dạ 2 giờ tới 2 giờ rưỡi sáng. Là bởi vì con sẽ phải làm việc với bên đó, buổi tối thì làm việc bên đó, ban ngày thì ở đây. Không những và chỉ là những cái đó, còn hồi trước con còn đứng đầu phong trào thiếu nhi thích thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, ở bên này, về các chương trình về giáo dục, về trưởng ban nghiên huấn. Rồi bây giờ thì các anh em linh mục trong vùng Đông Nam lại bầu làm chủ tịch của miền Đông Nam Hoa Kỳ. Thì em cứ cảm thấy là mình cứ làm được thì mình cứ làm. Em vẫn cứ có cái câu là ta sẽ làm cho đến ngày ta chết. Vâng. Đó là cái tư tưởng của em. Thì cái công việc là giáo xứ rất là quan trọng, nhưng mà giáo xứ của em thì em thực sự rất là tuyệt vời. Một năm đầu tiên về mình thu xếp và mình đào tạo, bởi vì đó là cái niềm tin của em, ngay cả trong gia đình Một Thân Hình cũng như ngoài đời. Khi em đi dạy trong thiếu nhi thánh thể, em nói người ta hay chúng hỏi em cái chữ cha thành công là gì, thì theo cái định nghĩa của em, thành công phải có 3 điều. Thứ nhất, em phải giỏi hơn cái thế hệ đi trước của em. Và người ta hỏi tại sao cha dám nói, cha nói như vậy, cha nói phải giỏi hơn chứ. Tôi ăn cắp được tất cả những gì của họ, cộng thêm cái của tôi là tôi phải hơn họ. Đúng không ạ? Cái thứ hai là tôi phải để lại một cái gì cho cái thế hệ tương lai. Tôi để lại cái gì cho nó.
Và cái thứ ba, và tôi nghĩ là cái người Á Châu của mình nói chung và người Việt Nam nói riêng của mình không có chú ý, là tôi phải đào tạo lại làm sao cái thế hệ mà sau này nó bước lên nó lãnh đạo nó phải giỏi hơn tôi. Nếu nó không giỏi hơn tôi thì tôi đã là người lãnh đạo thất bại rồi. Là khi nó đào tạo trong gia đình một thân hình cũng thế, trong giáo xứ cũng vậy, mình luôn luôn believe là đào tạo cái thế giới thế hệ kế sau họ phải giỏi hơn. Bởi vì người ta nói tại sao cho biết họ giỏi hơn, ta nói nó ăn cắp hết tất cả của thế hệ trước, ăn cắp cả thế hệ của tao rồi ăn cắp luôn là thêm cái thế hệ của nó, thì nó phải giỏi hơn chứ, thì như vậy thì nó mới tiến được. Thì đó là cái tư tưởng của cha, cho nên là cha cứ vui vẻ cha làm. Và nhờ vậy mà khi mình đã mất công đào tạo, nhưng mà một khi mình đã đào tạo được rồi thì cái công việc của mình sẽ bớt rất là nhiều. Vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, đúng một năm trở lại với quý khán thính giả của VNTV, thì cha có thể cho quý vị khán thính giả tại San Diego được biết những cái công việc trong suốt một năm qua của gia đình một ôi, gia đình. Dạ, vâng. Nhiều những lắm, thành quả cha. Thành quả cũng nhiều mà là mà thất bại thì cũng không kém. Nhiều lắm thưa quý vị. Con kể quý vị nghe nhiều vài điều ha. Thứ nhất là chúng con như năm ngoái nói đến đây với quý vị là chúng con chuẩn bị mở bên Malaysia và bây giờ sẽ chính thức Malaysia. Người ta hỏi là cái chương trình phục hồi của các em từ Mã Lai về nó phải khác cái chương trình phục hồi của các em ở bên Việt Nam, Campuchia và Lào rất là nhiều. Bởi vì các em từ Mã Lai về là tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi, nó không phải là từ 5 cho đến 12 tuổi. Hầu hết ở Việt Nam và Lào và Campuchia là tuổi từ 5 tuổi đến 12 tuổi. Tức là những em này chưa có thời kỳ kinh nguyệt, nó vẫn đã bị rồi, nhưng mà cái tư tưởng nó khác, mình phục hồi nó khác. Bây giờ mình phải phục hồi cái tuổi mà Mã Lai, cho nên tụi em phải đang xây dựng một cái chương trình để phục hồi Mã Lai là từ 12 tuổi đầu lên. Và cái vấn đề của Mã Lai và của Singapore là tất cả các em này, xin lỗi quý vị là dùng cái thứ, đều bị ngáo đá. Tức là ma túy đá đó, nó gọi là crack cocaine đó, tức là cái rẻ nhất đó. Mà nó bị nghiền cái gì thì nó bỏ được, cái này không phải là nó chỉ nghiền, mà nó bị damage to cái brain, tức là nó bị ảnh hưởng tới cái óc của nó, cái bộ não của nó. Cho nên bị damage nó về, nó cứ cà rứng, giống như là cái thằng không bình thường, nhưng mà thực sự là vậy. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng con rehab những em từ Mã Lai về là phải giúp cái vấn đề nó calm cái đầu của nó lại về vấn đề ma túy đá đã. Nó bị chúng, hay cái danh từ chúng em gọi là ngáo đá đó. Nó ngáo đá nhiều lắm, chúng em vừa còn có những cái vậy rồi bên Mã Lai thì cứ chôn xác liên tục. Dạ toàn nào cũng được, cái ơn đi chôn xác. Mình nói mình đi cứu người mà sao cứ chôn xác, tại không chôn thì không ai chôn cho nó. Nó ngao đá thế này. Cứ bên Mã Lai thì em cứ giờ quý vị có thể qua Mã Lai, con giúp quý vị, con dẫn quý vị đi những cái building nó cả 5-6 ngàn cô gái và những đứa con nít nó nhốt rồi đó. Nó đi làm. Nó sẽ ở từ lầu thứ 2, thứ 3 đổ lên, bởi vì lầu 1 nó sợ chạy trốn. Từ lầu thứ 2, thứ 3 đổ lên. Thế là mấy cô cứ xách cái vali, bỏ đồ cái vali bị ngao đá mà. Cầm điện thoại bóc lên gọi về Việt Nam. Má ơi má, con đang lên máy bay về Việt Nam thăm má mà. Quê nhà. Má, con bước vô máy bay nha, bay má nha. Bước qua cái lan can, té xuống, chết. Chuyện đó nó bình thường, như cơm bữa mỗi ngày. Mã Lai, người ta hỏi là thưa cha nhắm là một năm cha sẽ rehab được bao nhiêu, cha sẽ đưa được bao nhiêu em Mã Lai về. Em thật sự em nói với chị á, dạ em có bao nhiêu tiền thì em có thể đưa từng đó em chỉ không có tiền và không có người để làm thôi. Bên Mã Lai một tuần, tụi em có thể đưa về vài chục em là chuyện bình thường, nếu tụi em có đủ khả năng. Người ta hỏi ở đâu? Bên Mã Lai thì nó được, và cái vậy là khi tụi em đi undercover thì tụi em đưa cái đó qua cho chính phủ, thì chính phủ nó sẽ bust, là nó sẽ tức là nó sẽ vô, nó giải cứu trong cái độc đó. Đó là một cái tốt của chính quyền Mã Lai. Tụi em cũng làm việc được với chính quyền Mã Lai. Và làm bên Mã Lai thì khổ, may mắn lắm là tụi em mới kiếm được một cái người. Tại vì chị, bên Mã Lai thì nó khổ vậy. Tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính, nhưng mà ở bên ngoài nó phải nói cả tiếng Tàu lẫn tiếng Mã. Mà nếu cái người của mình làm bên đó mà biết tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Mã mà không biết tiếng Việt thì cũng không làm được để phục hồi. Nó khổ phải con của mình là người Việt. Cho nên chị đã ra, chị kiếm được một người vừa biết tiếng Việt, vừa biết tiếng Anh, vừa biết tiếng Tàu, vừa biết tiếng Mã. Thế mà em vớ được một cô, chị ôi lại chưa thể mừng hết lớn luôn. Mà cái cô đó có vớ em, không phải là em vớ cô đâu. Em nói thật với chị, phải cố tìm ra em trên mạng. Và bây giờ cô là một người mẹ, có ba đứa con, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa con gái, cho nên nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đó là cái niềm vui của tụi em, là tụi em làm thì đó là những cái chương trình nó như thế. Đi về Việt Nam với Campuchia, chị biết mình người Việt Nam nó không lòi ra, chứ mấy thằng Mỹ đó nó lòi ra hết. Nó offer 3 tuổi có chị, ngay dưới Sài Gòn ha. 3 tuổi, nó nói từ 3 tuổi tới 7 tuổi thì chỉ được chum chum thôi, chứ không có được bum bum. Có nghĩa là không được quan hệ
như giữa hai người mà chỉ được rờ má và quan hệ theo những cái cách khác. Trên 7 tuổi có quyền làm $80 một đêm. Thì cho nên đôi lúc người ta cứ nói là cha làm trong cái này thấy cha có vẻ căng thẳng. Cha nói cái vấn đề không phải là căng thẳng, nhưng mà đôi lúc cha cứ, khi mình càng lấn vô sâu thì em lại càng cảm thấy là what can I do? Mà em có thể làm gì hơn cho mấy đứa nhỏ nữa. Rồi ngay cả những đứa tụi em được rehab chị, mấy đứa đem về nhà tội lắm. Có những đứa nó thành công trong cuộc đời, có những đứa mà em nói tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người, có những đứa nó rất thành công, nó học hành, nó biết suy nghĩ, mừng lắm. Còn có những đứa thì nó chẳng biết gì hết, nó cứ ngáo chị. Có những đứa về nhà của mình tức là bị bán vô rồi hãm hiếp, có những đứa về nhà mình có biết nói đâu, không nói được nữa. Tức là nó ú ớ luôn từ ngày đó. Có những đứa về nhà của mình, năm ngoái có người cho tiền mua cái xe van 15 chỗ để chở các con đi đây đi đó. Vừa mua xe van và đầu tiên là chở con lên chợ, vừa ra khỏi nhà 3 phút sau, ba bốn đứa nó đái lên xe. Thì nó muốn đập đầu nó. Quay quay sao mày đái xe bố? Nó nói bố con mót cái là nó ra. Tức là nó không làm chủ được. Tức là khi nào nó thích thì nó ra thôi. Thì cũng may mắn là có bao nhiêu anh em bác sĩ ở bên Mỹ, cũng như vừa rồi có một bác sĩ người Hàn Quốc ở bên Mỹ này về bên Việt Nam để khám và có những cái định hướng để mổ như thế nào. Cho nên tất cả những cái bệnh lý đó là đưa lên online. Chị hiểu nào? Tức là các bác sĩ bên này và có họ thích tour họ về Việt Nam. Tức là cứ một năm thì một người về một tuần. Nhưng mà giống như là một cái team bác sĩ như vậy, tức là họ đã review tất cả các bệnh lý. Thì một anh chẳng hạn giao cho cứ mỗi bác sĩ như vậy là 10 bệnh nhân, là 10 đứa con. Thì chẳng hạn một ông bác sĩ kia về thì họ cần phải nói ok 10 bệnh nhân của tôi cần ông phải khám, phải làm cái này cho tôi. Và đó là những cái mà tụi em làm. Thì em tạ ơn trên là tụi em không có lẻ loi và cô đơn. Cái cô đơn á, là chỉ có những lúc mà khi mình đối diện với các đứa con của mình và mình cảm thấy như mình bị bất lực. Thì đó là những lúc mà cô đơn. Nhưng mà cô đơn chứ không tuyệt vọng chị nhá. Em cô đơn chứ em không có tuyệt vọng. Bởi vì em biết là cái tương lai vẫn tốt hơn. Dạ. Yeah. Thưa cha, cái sứ mạng mà công việc của gia đình một thân hình là một cái sứ mạng rất là, phải nói là một cái trọng trách rất là nguy hiểm. Thì khi mà trong suốt bao nhiêu năm cha công tác trong cái lĩnh vực này thì có khi nào cha đối diện với những cái nguy hiểm đó không thưa cha? Dạ vâng, bình thường em cứ nói giỡn với giáo xứ của em là cha đi thì cha đi chụp hình cho cha kỹ vô. Bởi vì cha trở về cha chưa biết là cha đang ngồi trên máy bay hay nằm dưới gầm máy bay. Mà đi Campuchia mà hãy nằm dưới gầm máy bay là chúng mày không thấy mặt cha đâu, bởi vì nó cắp ruồn. Nó cắt đầu à. Thì cha sẽ trở về. Đối với em, người ta hỏi cha có sợ chết không? Thằng nào cũng sợ, em là con người chứ em có phải là cái cục gỗ đâu mà không sợ chết. Dạ sợ thì sợ, nhưng mà em mới chủ nhật vừa rồi là em giảng trong giáo xứ của em. Em bảo là cái nỗi sợ hãi là cái ghê gớm nhất của con người, và nó là làm cho con người luôn luôn làm sai bởi vì mình sợ hãi. Cho nên Chúa Giêsu sống lại, Ngài bảo là đừng sợ. Mà em cứ đi nói với giáo dân mình là đừng sợ, mà sợ cha cứ sợ mãi. Cho nên em cứ nhất định là em vẫn tin tưởng là Chúa vẫn là người làm việc, là cái người bảo vệ em. Cho nên em vẫn cứ làm, sợ thì sợ. Thì em nói em đi tù thôi, năm trước là 14, năm nay là 15 lần đi tù. Em bị đánh, em nói là cái trên người em có cái lỗ nào có trên người thì máu nó đã ra lỗ đó. Từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai, cho đến xin lỗi cả cái phần dưới. Cái này nó giả 100%, đánh sập. Em cứ nói với em hồi đó là lúc này là em đã làm linh mục rồi. Em cứ nói giỡn với giáo dân của em. Hồi đó em coi sứ lớn thứ hai địa phận mà cho bác sĩ nhiều lắm. Em bảo sao mày đã làm cái này sao mày cũng làm cho nó cao lên, cho nó đẹp luôn đi. Mày lại cứ để nó bảo cha Asian thì cha phải vậy chứ ai lại đưa cao lên. Con bảo trước sau mày đã sửa thì làm cho nó đẹp đẽ đi. Nhưng mà đó là cái, thì đối diện với cái. Nhưng mà thực sự chị, em là con một. Bố mẹ em già rồi, giờ nó không có hù được bố mẹ em nữa. Bố em năm nay 85 rồi, mẹ em 73 có về Việt Nam đâu mà nó hù. Cái mà cái lo lắng nhất của em mà lúc nào em cũng lo là những người đang làm việc cho chúng em. Chẳng hạn như người bên Mã Lai, chẳng hạn như người Việt Nam. Như đứa con của họ, đứa con gái của họ 5, 7, 10 tuổi. Đó là cái mà em lo nhất. Và họ nhận được những cái death threats, tức là những cái mà nhắn là mày thế này, mày thế kia, tao sẽ bắt con mày. Đó là cái điều em lo. Chứ còn đối với cái cá nhân em thì em lại không sợ. Em sợ là em sợ cho họ, nhưng mà em tạ ơn Chúa là những người đó họ vẫn can đảm, họ làm. Vâng thưa cha, như vậy thì với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, nghe cái lời tường thuật của cha với đầy dẫy những cái nguy hiểm như vậy, thì muốn
cùng với gia đình một thân hình để mà góp vào một bàn tay thì sẽ làm bằng cách nào thưa cha? Chị nói là góp một bàn tay, nhưng mà trước khi góp một bàn tay, con xin quý vị góp một tiếng nói đó. Cái slogan của gia đình một thân hình là Be a voice, lend a hand, make a difference, save a life. Nếu quý vị nhìn thấy, con chỉ xin lend a thôi, cái gì cũng là một thôi. Be a voice. Người ta cứ hỏi con là thế cha bao giờ thì có ba cái chuyện này nó hết. Con nói khi nào 84 triệu người Việt Nam cùng cất lên tiếng nói thì nó hết. Đó là cái câu trả lời duy nhất của con. Khi nào tất cả chúng ta cùng nói và cùng ngăn chặn thì các trẻ em Việt Nam sẽ không bị đưa ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục nữa. Chỉ có như vậy thôi. Cho nên trước hết con xin quý vị be a voice, mỗi người là một tiếng nói. Con believe, con tin tưởng vô cái vẹt dầu loạn. Lend a hand, giúp một bàn tay, có nhiều cách giúp lắm. Đối với những bạn trẻ, có những người về Việt Nam mùa hè hay này nọ, spend a few weeks dạy dỗ và đồng hành với các con của chúng em. Họ, các con đó, nó tại sao tụi em gọi nó là một gia đình? Bởi vì nó đã không có một cái gia đình. Cái gia đình của nó đã lừa đảo và bán nó. Thì đây là cái gia đình của nó. Cho nên nó cũng còn có những người ăn. Khổ lắm chị. Gia đình em mà mỗi lần có anh thanh niên nào tới, con gái nó mê lắm. Chứ nó còn bé, phải nói thì toàn là nữ thôi. Chỉ có bố nó là đàn ông thôi. Chị nhìn thấy các em nói không? Nó đu, nó bu lại. Nó không phải là cái kiểu của yêu đương. Nhưng mà nó giống như cảm thấy là có một cái người nam mà để ý và yêu thương nó. Nó đi ra ngoài thì nó sợ, nó không dám chơi với bạn nam. Bởi vì những cái gì trong quá khứ của nó. Chị nhìn thấy các em nói. Tức là lend a hand. Make a difference thì mình có thể thay đổi. Và mình save a life. Thì quý vị có thể vào trong cái website của chúng con. Đó là cái tiện nhất. Là onebodyvillage.org hay là tiếng Việt là một thân hình. Quý vị có thể liên lạc với chúng con trên đó. Nếu quý vị nào muốn cho tiền, giống như con vẫn nói, chứ có những người họ bảo là cha cần cái bottom line, cha cần tiền. Con nói không, cái bottom line của con, cái cuối cùng của con đó. Giờ nếu quý vị nói là quý vị cho con 1 triệu đô la với lại cho con 2 năm để với quý vị về ở với các em, con sẽ chọn quý vị cho con 2 năm, chứ con không chọn 1 triệu đô la. Bởi vì 1 triệu đô la đó có giỏi lắm, con nuôi được 20 em. Từ bây giờ cho đến ngày kia cứu được 20 em. Nhưng quý vị về đó ở với con 2 năm, trong 2 năm đó quý vị có thể ngăn chặn 200 em nó bước vào. Quý vị, chị Văn Anh theo em muốn nói không? 2 năm đó những cái chương trình mà mình do prevention mình sẽ ngăn chặn được 200 em nó bước vào. Và những cái chương trình đó tụi em làm như thế nào? Dĩ nhiên cha mẹ là một phần, là cha mẹ cuối cùng, nhưng mà đôi lúc mấy đứa con nít nó cũng không biết. Bây giờ nó còn cái ghê cái hớm hơn nữa chị, là chị biết gì không? Là bán nội tạng. Bắt con nít bán nội tạng. Bây giờ tụi em vừa rồi hội đồng quản trị của một thân hình vừa mới họp cách đây 2 tuần và quyết định là không dính vô. Bởi vì bây giờ bên Mã Lai, những đứa này nó còn bắt là những đứa con gái mà già mà không có đi làm gái được nữa rồi đó, hay là xấu xí rồi đó. Là bây giờ nó bắt để đẻ. Đẻ xong nó sẽ đưa đứa, cái bà mẹ xuống dưới cái tàu. Cái tàu là cái container 18 ba đó, bán 2.000 qua Trung Quốc để làm nô lệ. Tức là nô lệ trong gia đình, rồi tình dục, rồi whatever. Cái chuyện đó là bà mẹ. Đứa con nó sẽ giữ lại, nó nuôi và nó được order cái đứa con đó là để bán nội tạng. Và vừa rồi thì em dính nguyên một cái system ở bên Mã Lai. Và OBV mới họp lại, tụi em hội đồng quản trị họp, nhưng mà tụi em nói đó là một cái totally nó khác. Bây giờ tụi em vô đó bởi vì nuôi những đứa mà vừa mới đẻ ra nó lại khác. Nhưng mà tụi em quyết định như vậy là tụi em đây qua bên UN. Bởi vì UN nó sẽ cho adoption nó dễ hơn. Là bởi vì chứ giờ đứa đó nó làm gì có quốc tịch nào, chị biết nó là ai. Nó được đẻ ra, được bay, giống như là nó order để như vậy. Thì đó là một cái vấn đề nữa. Và hay là bây giờ ở Việt Nam có những cái tệ nạn bắt cóc để những này nọ, thì tụi em làm sao? Tức là tụi em work với những cái trường học và tụi em vô trong đó. Các thầy hiệu trưởng cho tụi em vô trong đó một tiếng, thường thường là một tiếng rưỡi, để nói với những đứa trẻ về cái vấn đề để bảo vệ nó. That's what we do. Thì dĩ nhiên có hoàn thiện không? Câu trả lời là không. Nhưng mà thôi, mình làm được cái gì thì mình làm thôi. Yeah. Vâng, thưa quý vị, được biết là sắp tới đây tại San Diego của chúng ta sẽ có một cái chương trình văn nghệ được tổ chức bởi gia đình một thân hình. Thì cha có thể nói chi tiết về cái chương trình. Dạ vâng, thứ nhất là con muốn clear là cái này không phải là chương trình gây quỹ, mà nó cũng không phải là cái chương trình để tới quý vị nghe đem tới cho dân thấy mà thương. Con mới giải thích. Con luôn luôn tin tưởng và promote cái gì positivity, tức là cái gì nó phải positive, nó phải vươn lên, chứ không phải tới đây em bé này về xin rồi nó còn không tin vào cái đó. Bởi vì con không những không tin mà con còn chống nữa, bởi vì nó đã bị người ta bán rồi, bây giờ mình lại bán nó một lần nữa để lấy tiền nuôi nó thì có khác gì đâu.
Cho nên cái chương trình này đó là một cái chương trình văn nghệ, nhưng mà con thực sự con muốn làm cái chương trình này. Đây là năm thứ ba thì con làm, năm đầu tiên thì con làm cái chương trình là Cũng Một Kiếp Người, The Life I Left Behind. Năm ngoái là cái musical play Bờ Vai là Trốn Bình Yên. Năm nay con làm cái chủ đề là Tình Mẹ Cha. Nó là một cái musical play để nó phản ảnh lên cái để giáo dục về cái tình cảm gia đình của người Á Đông nói riêng, nói chung và Việt Nam nói riêng. Cho nên cái chương trình này có muốn promote là để cho bố con cái nên mua vé tặng cho bố mẹ. That's the Mother's Day and Father's Day gift. And con guarantee is the best. Con ngồi đây con hứa với quý vị, nếu các con của quý vị mà mua vé tặng cho quý vị mà đi mà sau đó quý vị không happy, quý vị bước ra không cần phải giải thích lý do, nói với cha thông con không có vui, con không có cảm thấy cái chương trình này là có ý nghĩa, con sẽ trả tiền vé lại cho quý vị after the show. Còn đối con đi giảng khắp nơi trên thế giới thì được cái may mắn là bất cứ con đi chỗ nào con giảng, bất cứ về đề tài nào con giảng, giảng về cái đề tài gì đi chăng nữa thì quý vị cũng cứ thế nào cũng có mấy ông bà tới gặp con thì cha con còn ở mất gốc. Giờ nó sống ở Mỹ rồi chắc. Giờ cha dạy cho con cái cách làm sao. Dạ thưa đây là thưa quý vị, bây giờ nó không mua tặng cho quý vị thì quý vị phải mua để bắt nó đi. Con sẽ dùng cái chương trình này để giáo dục cái văn hóa của gia đình của Á Đông. Và con trong này nó sẽ vở nhà kịch và chính con sẽ là người viết cái kịch và sẽ đóng cái kịch đó. Trong cái role của chúng ta hầu hết những người qua đây là cái gì? Là chúng ta dính vô cái thời gian là DHO hoặc Bảo Lãnh là thập niên 90, cuối 80, đầu 90. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh, tái diễn cái hình ảnh đó là trước khi đi thì nó như thế nào. Và khi qua đây gia đình mình nó tan nát như thế nào và những cái gì nó sẽ giữ mình lại. Thì nó là một cái vở nhạc kịch thì dĩ nhiên ca sĩ thì nhiều lắm, nhưng mà con cái quan trọng nhất là con chứ không phải là ca sĩ đâu, con nói giỡn thôi. Con có các ca sĩ mà con tái tạp lại một cái nhóm nhạc mà chắc quý vị mà những ai mà mê nhạc thính phòng ở Việt Nam thì chắc là không thể quên, đó là nhóm ACNM. Họ luôn luôn hát nhạc mà không có đàn. Đó là cái nhóm nhạc lần đầu tiên và con phải đưa hai người từ Việt Nam qua để làm cái điều đó. Đó là nhà là Đình Bảo thì giờ hát cho Trung Tâm Thúy Nga rồi, Thụy Vũ, Nam Khánh, Đoàn Trang, Lam Anh, Tâm Đoan, nhóm Tam Ca Áo Trắng, Mai Tiến Dũng, Thúy An, Nguyễn Văn Anh là cái cô mà đánh piano, quý vị nhớ là That's Wood Grand Pianist, Diệu Hiền, Văn Quỳnh, Thánh Đạt, và năm nay chúng con sẽ không có thu và hát theo ấy mà chúng con sẽ chơi live band, tức là ban nhạc The Brother Bands, là cái ban nhạc mà có thể nói là hàng đầu của Cali đánh cho Trung Tâm Thúy Nga. Thì năm nay chúng con sẽ chơi live band và cái chương trình sẽ được perform vào ngày 21 tháng 5 tại Quantum Hall, tức là có thể nói là ở San Diego này. Mà nếu nói về cái để mà musical play và theater thì con nghĩ là không đâu bằng Quantum Hall. Con có thể dám nói điều đó. Hồi nãy con đã ghé ngang đó để coi. Và năm nay tụi con thu hình cái chương trình này. And after that con sẽ thu, tức là cái chương trình được trình ở đây tối thứ bảy, chiều chủ nhật thì con sẽ về Sài Gòn Performing Arts ở Orange County và Vietface TV sẽ trực tiếp thu hình. Và sau đó DVD con sẽ phát free cho quý vị hết. Và chúng con sẽ in hàng trăm ngàn DVD để phát free. Nhưng con muốn nói với quý vị là nãy con coi cái này xong thì con nghĩ là năm tới mình phải thu hình ở Quantum because it's so beautiful. Và con nghĩ nó sẽ mất. Nhưng mà thì đó là cái chương trình như vậy. Giá vé thì là giá vé đồng hạng là $50 cho một người. Ai tới trước ngồi trước. Với tập trung rất là nhiều ca sĩ nổi có tiếng. Có 15 người chứ bao nhiêu mà nhiều. Mà giá vé có 50 thì sao? Đấy, làm cha thông đôi lúc nó cũng có cái sướng là các ca sĩ này họ không, họ lấy tiền cha rất là rẻ. Cho nên là họ gần như là ủng hộ cha. Với lại là mình phải có quảng cáo, mình nói. Cha nói con à, con lên DVD của Thúy Nga đó, hay là của Asia đó, có bao nhiêu cái DVD? Tao in 100.000 DVD này ra, mày nổi tiếng. Con thấy cha nói chưa? Giúp mình cái này thì bây giờ mình giúp họ bắt đầu well known to the community bằng cách nào? Ở Việt Nam cứ quán cà phê với xe đường nó chạy đường dài, nó chỉ có mỗi Thúy Nga nó bỏ lên nó chiếu thôi. Bây giờ tao ra đó tao phát hết. Thế là chương trình của tao được nổi tiếng, người ta lại biết tới OBV á. Thế xong mình đâu con. Vâng thưa quý vị, như vậy thì ai mà quảng cáo trên này là bảo đảm là nổi tiếng đấy con đấy, sao đi ra tới quảng cáo. Thưa cha, vậy cái Qualcomm Hall của chúng ta ở San Diego thì chứa được bao nhiêu người? 543 người, trừ ra 3 cái chỗ để cho cái gì đó cha không biết là còn 540.
Thưa quý vị, vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 tại San Diego của chúng ta, giá vé chỉ có $50 giống như là Cha Thông vừa mới trình bày với chúng ta, và đặc biệt là quý vị đến để xem phần trình diễn của Cha Thông. Và ngày là đó không, Cha làm không... MC nữa, Cha vừa làm MC, Cha vừa đóng kịch, Cha vừa hát nữa. Cho nên là quý vị phải mua vé ngay từ bây giờ nha quý vị. Có tin là Cha sẽ hát bài gì con biết không? Dạ, bài gì thưa Cha? Cha hát cái bài Cha sáng tác 12 năm trước, Cha tặng bố mẹ Cha ngày Cha chúc chức linh mục. By the way con, bởi vì đó là tình mẹ Cha cho nên Cha phải dẫn bố mẹ Cha, hai ông bà già từ bên đó đi qua bên đây. Chúng thôi người ta nói Cha làm tình mẹ Cha mà sao không thấy bố mẹ Cha. Cho nên Cha sẽ lôi bố mẹ Cha lên sân khấu. Vâng thưa quý vị, để đặt vé thì một lần nữa quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho Cha Thông. Cha Thông nói là Cha là vị linh mục rất là hiếm hoi mà cho quý vị khán thính giả cũng như là con chim khắp nơi. Có cho cái số Phật Cha là khán thính giả mà giống như Cha đi giảng bất cứ chỗ nào, Cha cho cell phone không điện thoại. Bởi vì Cha believe như thế này, khi Cha giảng họ nghe họ mới có cảm cái gì đó, khi Cha muốn giúp họ cái gì lúc về nhà họ mới gọi, họ mới phân tích thì Cha mới giúp được. Nếu xuống đó chỉ họ nghe họ nói quà thấy hay quá thế vậy mà không biết kiếm Cha đó đâu để nói thì Cha giúp cho họ, thì thà Cha đừng tới đó Cha giảng. Đó là cái believe của Cha, cho nên Cha đi đến đâu Cha giảng, Cha đóng cho số điện thoại. Và Cha nói với họ có thể Cha bận, nhưng mà Cha sẽ gọi lại, Cha hứa với họ là như thế. Vâng thưa quý vị, số điện thoại của Cha Thông là 706-825-3032, 706-825-3032. Dạ đúng rồi, và con nhớ với quý vị, con ở bên vùng East, cho nên quý vị sau con 3 tiếng, cho nên xin quý vị gọi trước 11 giờ đêm ở bên giờ Cali, có nghĩa là 2 giờ sáng của con. Dạ vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là gặp tất cả quý vị trong vào ngày thứ Bảy sắp tới 21 tháng 5. 21 tháng 5, dạ vâng, vào ngày... tại Quantum Hall, cái địa chỉ thì đúng là sẽ post những cái ra, đây là cái poster. Quý vị nhìn thấy con ở đây không? Cái lý do tại sao quý vị biết là tại sao hình của con ra trắng đen không? Tại vì mặt nó nhiều mụn quá cho nên làm trắng đen cho nên không có ai nhìn thấy. Cảm ơn Cha Thông rất là nhiều, và xin chúc cho chương trình Tình Mẹ Cha này sẽ đông chật kín khán phòng ngày hôm đó. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ chào, chào tất cả quý vị, và xin hẹn lại gặp lại quý vị vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5. Và xin ơn trên chúc lành cho mỗi người chúng ta, cho chúng ta luôn cảm thấy bình an trong cuộc sống của mỗi người.